Vâng, xin kính chào anh chị em cô bác, chào mừng anh chị em cô bác đến với kênh Mẹo Muỗm của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin được kính chúc anh chị em cô bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ngày hôm qua thì có chia sẻ cho mọi người hai cái đường cầu bạch thủ và hai cái đường cầu, mỗi đường cầu cho ăn hai nháy. Thì ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy kết quả rất rõ rồi, cặp 3553 nó về hai nháy, đặc biệt là có một nháy ở trong giải đặc biệt. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những anh em nào mà đã theo kênh trong ngày hôm qua. Ngày hôm nay trở lại với kênh em để tiếp tục chia sẻ cho mọi người hai cái đường cầu bạch thủ và hai cái đường cầu, mỗi đường cầu cho ăn hai nháy mỗi ngày, để mọi người thì sẽ cùng nhau tìm ra được một cái cặp song thủ cũng sẽ tương đối là đẹp trong ngày hôm nay. Và hai cái đường cầu bạch thủ như nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích. Hai đường cầu bạch thủ này bắt đầu từ ngày 13/2/2023 và chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích hai cái đường cầu bạch thủ này trước. Đường cầu đầu tiên em cũng thể hiện bằng bút màu đỏ, và bút màu đỏ cái đường cầu đầu tiên bạch thủ này, chúng ta cũng sẽ lấy cái con số thứ tư của giải 3.1 ghép với cái con số thứ ba của giải con số thứ ba của giải 3.5 từ chạm 3 và chạm 8 này, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái con bạch thủ đầu tiên, nó là con 38. Đấy là đường cầu màu đỏ, đường cầu bạch thủ màu đỏ, và đường cầu bạch thủ màu xanh là đường cầu thứ hai này. Chúng ta cũng sẽ lấy cái con số thứ ba của giải 3.5 là cái con số chung này, và ghép với cái con số thứ hai của giải 7.4 tức là con số 2 này, từ chạm 8 và chạm 2 này thì chúng ta sẽ tìm ra được cái con bạch thủ thứ hai, đó là con 82. Và thông qua hai đường cầu xanh đỏ thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái cặp số duy nhất để chúng ta chơi trong ngày hôm 14/2, đó là cặp 38 và 82. Cùng nhau kiểm tra kết quả của ngày hôm 14/2/2022 đối với đường cầu bạch thủ xanh đỏ này. Đây là kết quả của ngày 14/2/2023 tương với hai đường cầu như thế này, thì chúng ta cũng sẽ tìm ra được cái cặp số như sau này. Tương với hai đường cầu bạch thủ này thì đối với cặp 38 và 82 thì mọi người sẽ để ý rất rõ trên màn hình là có con 82 này, nó ăn ở trong cái giải 3.4 này, và con 38 thì mọi người sẽ để ý giả soát từ cái kết quả của giải đặc biệt đến cái giải 7 thì có con 38 nó ăn ở cái giải 7.3 này. Một lần nữa thì xin được chúc mừng nếu mà anh em theo đường cầu bạch thủ xanh đỏ này, và nếu mà mọi người vẫn tin tưởng vào hai cái đường cầu bạch thủ này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu phân tích tiếp kết quả của ngày 14/2 để tìm ra những cái con số chơi trong ngày 15/2 này. Đối với đường cầu màu đỏ này, chúng ta cũng sẽ lấy cái con số 1 là cái con số thứ tư của giải 3.1 này, ghép với cái con số thứ ba của giải 3.5 tức cũng là số 1 này, và từ chạm hai cái chạm 1 này chúng ta sẽ tìm ra được một cái con bạch thủ duy nhất, đó là cái con 11. Đấy là đường cầu màu đỏ. Đường cầu màu xanh này, chúng ta cũng sẽ lấy cái con số 1 là cái con số chung của hai cái đường cầu này, ghép với cái con số thứ hai của giải 7.4 tức là con số 4 này, từ 1 và 4 thì chúng ta sẽ tìm ra con bạch thủ thứ hai là con 14 này. Từ hai cái đường cầu đỏ xanh này chúng ta sẽ có được một cái cặp số là một cặp 11 và cặp 14. Và kiểm tra kết quả của ngày hôm 15/2/2022. Đây là kết quả của ngày 15/2/2022, mọi người đã để ý rất rõ trên màn hình rồi. Đối với con 11 thì mọi người hãy để ý lên trên màn hình nhỉ. Con 11 là ăn ở ngay trong cái giải 3.5 này, và con 14 này ăn ở trong cái giải 3.3 này. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả mọi người đã theo những cái đường cầu hai bạch thủ này. Trong ngày hôm 15/2/2023 vẫn cái đường cầu như vậy thì chúng ta sẽ có những cái gì để chúng ta chơi trong ngày hôm 16/2 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Đây là kết quả của ngày 15/2 đây. Với hai đường cầu màu đỏ và màu xanh thì chúng ta sẽ tìm ra cái con bạch thủ như sau này. Đối với đường cầu màu đỏ này thì chúng ta sẽ tìm ra được con số 8 này và cái con số 6 này. Ghép 8 và 6 thì chúng ta sẽ tìm ra được cái con bạch thủ là con 86 này. Đối với đường cầu màu xanh này thì chúng ta sẽ lấy cái con số 6 là cái con số chung này, ghép với cái con số cuối cùng của giải 7.4 tức là con số 2, và thông qua chạm 6 chạm 2 chúng ta sẽ tìm ra được cái con 62 này. Với đường cầu màu xanh màu đỏ thì ngày hôm 16/2 chúng ta sẽ tìm ra được một cặp số là cặp 86 và 62 để chúng ta chơi trong ngày hôm 16 này. Và đây là kết quả của ngày hôm 16 tháng
2 năm 2022 này. Đây là kết quả nhé. Và đối với cặp 86, đối với con 86 thì mọi người sẽ để ý lên trên màn hình, từ giải đặc biệt đến cái giải 7 thì con 86 nó ăn ở cái con số cuối cùng của giải 7.4 này, và con 62 thì giả soát từ giải đặc biệt đến cái giải giải 7 thì có con 62 nó ăn ở giải 3.2, rất là tuyệt vời. Vẫn cứ tiếp tục cái đường cầu như vậy nhé, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái con số để chúng ta chơi trong ngày hôm 17 tháng 2 năm 2022 như sau. Đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ lấy cái con số 5 là con cái con số thứ tư của giải 3.1 tương với đường cầu màu đỏ nhé. Đây là con số 5 này, là con số thứ tư của giải 3.1 này, ghép với cái con số thứ ba của giải 3.5 tức là con số 5 này. Từ 2.5 này chúng ta sẽ tìm ra cái con bạch thủ đầu tiên là con 55 này, đấy là đường cầu màu đỏ, đường cầu màu xanh này. Chúng ta sẽ lấy cái con số 5 là cái con số chung này, ghép với cái con số thứ hai của giải 7.4 tức là con số 6 này. Thông qua chạm 5 chạm 6 thì chúng ta sẽ tìm ra cái con bạch thủ thứ hai là con 56. Và ngày hôm 17 tháng 2 thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cặp là cặp 55 và 56 là hai cái số liên tiếp để chúng ta chơi trong ngày hôm 17 này. Đây là kết quả của ngày hôm 17 tháng 2 năm 2022 đối với hai cái đường cầu bạch thủ màu đỏ và màu xanh, thì con 55 thì chắc chắn là nó sẽ phải ăn ở trong cái giải đây, mọi người xem ở trong cái giải 2.1 đây, và con 56 thì chắc chắn ăn rồi, nhưng mà không biết ăn ở giải mấy đây. Đây nó chắc chắn ăn giải 7.1 đây. Một nữa là xin được chúc mừng tất cả mọi người nếu mà anh em là theo cái đường cầu bạch thủ này từ ngày 13 đến ngày 17 này. Và hai cái đường cầu nó chạy thông 3 ngày liên tiếp như vậy thì liệu trong ngày hôm nay thì nó có còn chạy không nữa hay không, thì chúng ta trước tiên thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi phân tích đã. Đầu tiên thì chúng ta tới với đường cầu màu đỏ thì chúng ta sẽ tìm ra được cái con số này. Còn chúng ta sẽ lấy con số 4 này, mọi người đã nhìn rất rõ, em không khoanh bằng cái ô hình hộp chữ nhật này, rồi ghép với con số 5. Đấy là được, sẽ được cặp, sẽ không phải được cặp mà được một con bạch thủ là con 45 này, tương với đường cầu màu xanh này, cũng sẽ lấy cái con số 5 là cái con số chung này, ghép với cái con số cuối cùng của giải 7.4 tức là con số 4 này. Từ hai cái chạm 5 và chạm 4 thì chúng ta sẽ tìm ra con bạch thủ thứ hai là con 54 này. Đấy, thông qua hai cái đường cầu xanh đỏ xanh này, chúng ta sẽ tìm ra được một cái cặp là cặp 4554. Tại sao em có thể khẳng định cặp 4554 này rất đẹp trong ngày hôm nay? Bởi vì ở trong ngày hôm 15 tháng 2 năm 2022 nó bất ngờ lại xuất hiện hai cái đường cầu bạch thủ. Không phải, xin lỗi, tức là hai đường cầu mà mỗi đường cầu cho ăn hai nháy rất là đẹp. Thì mọi người hãy cùng nhau đi phân tích để thấy rằng tí ra cái cặp 4554 là rất là hay. Đối với hai đường cầu, mỗi đường cầu cho ăn hai nháy thì em sẽ sử dụng bút màu đen và bút màu vàng nhé. Đường cầu đầu tiên thì em sử dụng bút màu đen này, em sẽ lấy cái con số thứ ba của giải 3.5 làm con số chung này, và ghép với cái đầu màu đen đây, ghép với cái con số thứ tư của giải 3.6 tức là con số 8 này, và từ chạm 6 và chạm 8 này thì em sẽ tìm ra được một cái cặp số để em chơi, đó là cái cặp 6886 này, 68 này và 86 này. Đấy là cái đường cầu, mỗi đường cầu cho ăn hai nháy đầu tiên nhé. Còn cái đường cầu ăn hai nháy thứ hai này, em cũng sẽ lấy cái con số 6 này là cái con số chung này. Rất nhiều cái điểm chung ở trong những cái đường cầu trong ngày hôm nay. Đấy, con số 6 này, bọn em bôi vàng nhé. Và ghép với con số thứ ba của giải nhất, tức là con số 8 này. Từ chạm 6 và chạm 8 này thì chúng ta sẽ tìm ra được cặp song thủ thứ hai, đó là cặp 6886, 68 và 86. Đấy, sử dụng hai cái cặp 6886 này để chúng ta chơi trong ngày hôm 16 tháng 2 và cùng nhau kiểm tra kết quả trong ngày 16 tháng 2. Đây là kết quả của ngày 16 tháng 2 năm 2022 tương với một cái cặp số mà anh em vừa tìm được, thì mọi người sẽ thấy rằng con 68 đầu tiên này nó ăn ở giải 5.3 này, và con 86 thứ hai là nó ăn ở giải 7.4. Rất tuyệt vời. Và thông qua hai cái đường cầu ăn hai nháy thì chúng ta sẽ tìm ra được cái cặp để chúng ta chơi trong ngày hôm 17 tháng 2 này. Đúng, từ cái đầu cầu đen thì chúng ta sẽ tìm ra được cái con số. Đây, lấy cái con số số 5 này, con số 5 này và con số 3 này. Chúng ta sẽ ghép được cặp 5335 này, 53 này, 35 này, và cặp thứ hai màu vàng này, chúng ta sẽ tìm ra cặp 5665. 5665
và 6 năm. Sử dụng hai cái cặp 3553 và 5665 để chúng ta chơi trong ngày hôm 17 và cùng nhau kiểm tra kết quả của ngày hôm 17 này. Đây là kết quả của ngày hôm 17 tháng 2 năm 2022 tương với hai cái cặp cặp 5665 và 3553. 3553 thì mọi người thấy rất rõ rồi, con 35 ở giải đặc biệt và 35 thứ hai ở giải 6.2 này, và cặp 5665 thì ra soát từ giải đặc biệt đến cái giải 7 thì có cặp 6556 thì có con 56 đầu tiên ở giải 5.3 này và 56 thứ hai rồi, 56 thứ hai 56 mình chưa nhìn thấy nhưng mà mọi người có tinh mắt thì có thể nhìn giúp mình cặp 5665. Đây 56 thứ hai là nó ăn ở giải 7.1 này. Một lần nữa thì xin được chúc mừng nếu mà anh em theo cái đường cầu như ăn hai nháy như này. Và nếu mà mọi người vẫn tin tưởng thì thông qua kết quả của ngày 17 tháng 2 chúng ta sẽ tìm ra những cái cặp số gì để chúng ta ăn hai nháy trong ngày 18 tháng 2 đây. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ tìm đối với cái đường cầu màu đen nhé. Cặp đường cầu màu đen thì chúng ta sẽ tìm ra được cái cặp số sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ ghép con số 5 này và cái con số 4 trong cái giải 3.6 này thì sẽ tìm ra được cặp 54 và 45. Đấy là tương ứng đường cầu màu đen. Và đường cầu màu vàng cũng như vậy, chúng ta cũng sẽ tìm ra được cái cặp 54 và 45. Vậy thì mọi người bây giờ đến giờ phút này thì mọi người có thể kết luận rằng cái cặp 4554 này rất là đẹp trong ngày hôm 18 tháng 2. Bởi vì sao? Bởi vì hai cái đường cầu bạch thủ tương màu vàng, màu đỏ và màu xanh nó đều chỉ ra cái cặp 5445 này. Và tiếp tục hai cái đường cầu ăn hai nháy màu đen màu vàng đều cũng chỉ ra cái cặp 45 và 54. Vậy thì em đặt ra giả dụ giả sử như là cái đường cầu màu đỏ nó gãy đi thì chẳng nhẽ thì ba cái đường cầu màu xanh, màu đen, màu vàng nó lại gãy tiếp theo sao? Mà mình đặt tiếp một giả sử nhé, giả sử hai cái đường cầu bạch thủ nó gãy đi thì chẳng nhẽ là cả hai cái đường cầu ăn hai nháy thì nó lại gãy hay sao, đúng không? Nên thì do vậy mà những cái đường cầu này gãy thì cái đường cầu kia nó vẫn chạy. Nên bốn cái đường cầu như vậy thì mình hy vọng rằng cái cặp 5445 này nó sẽ cho mọi người ít nhất là một con trong ngày hôm 18 tháng 2 này. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn. Nếu mọi người cảm thấy video này ok thì hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều.